người ra đây. Đó là pha xử lý của Minh Phương. Tâm lý thi đấu đang được giải tỏa. Đăng Đăng rồi, và đó là bàn thắng thứ hai dành cho anh ra đây. 2-0, 2-0 cho đội chủ nhà. Thank you.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.